Vừa về nước, Bảo Liêm đã trúng xét với Ốc Thanh Vân. Sau hơn nửa năm chuẩn bị, bộ phim Cao Thủ Ẩn Danh của đạo diễn Lê Khắc Hoài Nam dự kiến sẽ ra mắt công chúng vào ngày 27 tháng 5 tới. Bộ phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên được khán giả yêu mến như Ốc Thanh Vân, Hiếu Hiền, La Thành, Quang Đăng, Khả Ngân, đặc biệt là sự xuất hiện của danh hài Bảo Liêm trong lần đầu về nước đóng phim điện ảnh. Bộ phim mang nhiệm vụ truyền tải thông điệp sống trên đời, niềm hạnh phúc đích thực chính là phụng sự cho xã hội. Nếu như tất cả mọi người đều tùy theo khả năng cá nhân của mình mà đóng góp cho cộng đồng thì cuộc đời sẽ càng tốt đẹp hơn bao giờ hết. Không chỉ mang tới món ăn tinh thần đặc sắc cho khán giả Việt, Cao Thủ Ẩn Danh còn lôi cuốn mọi người bởi những pha hành động đẹp mắt và tiếng cười vô cùng nhân văn. Trong Cao Thủ Ẩn Danh, dì Năm Hột Gà Ốc Thanh Vân, một bà mẹ đơn thân chính hiệu, vốn là cao thủ võ lâm, sống ẩn dật bằng nghề bán bột chiên. Bảo Yên Khả Ngân, con gái của dì Năm, được mẹ truyền thụ võ công từ nhỏ nên thường cùng bà hành hiệp giang hồ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Khả Ngân đã được đạo diễn Lê Khắc Hoài Nam đánh giá cao về khả năng diễn xuất cũng như sự lăn xả hết mình cho vai diễn. Bên cạnh dì Năm và Bảo Yên còn có một người hàng xóm tốt bụng là Bảy Bún Bò, Bảo Liêm. Ông dành cho người đàn bà có số phận éo le một tình cảm rất ngộ nghĩnh, dễ thương. Con của ông Bảy là Hai Lém Hiếu Hiền, lại cục mịch đến tội nghiệp. Anh đã thầm yêu trộm nhớ Bảo Yên từ lâu. Hai cha con thương yêu nhau nhưng lại khắc khẩu, suốt ngày cãi cọ tạo nên những tình huống vô cùng hài hước. Soái ca Quang Đăng thủ vai chàng ca sĩ đa tài Lâm Gia Lạc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.